Sáng nay em cập nhật clip một con bò F1 sữa chữa trên năm tầm 5 tháng rưỡi nha anh chị. Bò này thì còn ngày 10 trên 10 kg sữa. Đó. Mình nuôi ghép nuôi lấy sữa được anh chị. Đó, bò này cấp mình thùng lớn đòn dài, chiều cao thì tầm 1,3 m hơn anh chị. Đó. Còn nếu sông đích thì 1,3 m mấy anh chị ơi. Mẫu độ. Đó, thì anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để màn hình. Giá là 35 triệu. Anh chị gần xa thích thì liên hệ số điện thoại em để màn hình. Đó, bao chữa bao khám, bao lồi tới ngày đẻ. Mẫu độ nha anh chị. Bò này thì một lô đăng hay gì đó anh chị. Đó, thì chủ nhà nó một ra ra em cũng chưa có dạch. Đó, thì anh chị nào thấy bò độ bò đẹp, giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để màn hình. Đó, mình bắt về mình có con bò con mình ghép vô luôn anh chị. Đó thì chữa trên 5 tháng, bao chữa bao khám, bao lợn nghiêm chỉnh. Giá là tại chuồng là 35 triệu. Ở xa gần thì phụ tiền xe em ghép xe về cho anh chị nuôi phát triển kinh tế. Anh chị có bò thịt, bò cạo, bò năng, bò lòi được chỗ béo thì liên hệ em trao đổi. Giá cả hợp lý thì mình mua bán anh chị ơi. Đó, bên em thì bán bò giống thì bảo hành trọn gói cho anh chị nuôi được thôi. Đó, anh chị thấy kết clip hay kênh hay cho em được đăng ký chia sẻ. Bò này 4 vú đều nha anh chị, thùng mẫu thùng dạo nha, màu đen tiền đó anh chị, bóng mồng như tha mỡ luôn, mặt ú ù luôn anh chị, lưng thẳng đòn dài cấp mình mẫu độ. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ em, lâu lâu mới có được bò độ về anh chị, chân cẳng gói thẳng trụ nha anh chị.